câu chuyện đang khiến cộng đồng mạng thực sự rùng mình này thực sự rất hy hữu và có lẽ nó mới chỉ xảy ra một lần duy nhất trên thế giới này. Theo đó, cô gái có tên Bai Tôn Quyên Sung tại Mỹ đã mua một chiếc quần mới trong siêu thị. Nó cũng rất bình thường như bao chiếc quần khác nhưng không thể ngờ được rằng, khi cho tay vào trong túi quần, cô nàng lại rút ra được thứ vật thể cực lạ. Trước đó, Bai Tôn đã tới siêu thị để mua một chiếc quần đi làm. Đó là một chiếc quần dài màu đen, co giãn và có túi hai bên. Cô nàng cũng đã giặt chiếc quần trước khi mặc nhưng không thể ngờ vào ngày hôm sau, khi Bai Tôn sờ tay vào túi quần thì điều bất thường đã xảy đến. Bai Tôn kể lại, tôi đang ngồi ở bàn làm việc để lấy mẫu máu thì thấy một cục gì đó ở túi quần dù tôi không hề bỏ bất cứ thứ gì vào. Tôi sợ thấy một mảnh giấy bị do tròn nên cứ nghĩ đó là mẫu giấy ghi chú. Nhưng khi mở ra, tôi phát hiện đó là một chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng. Tôi bị sốc rất nặng. Ai lại làm chuyện này cơ chứ? Tôi không biết đây có phải trò chơi khăm không hay ai đã làm điều này nhưng nó thật sự ghê tởm. Thật may là lúc đó tôi đang đeo găng tay nhưng vẫn cảm thấy rất mất vệ sinh. Nếu người khác mua phải chiếc quần này và tìm thấy băng vệ sinh trong lúc không đeo găng tay, ai mà biết họ sẽ mắc phải nguy cơ gì từ đó cơ chứ? Tôi thường giặt mọi quần áo mới trước khi mặc nhưng sau trải nghiệm kinh hoàng này, tôi nghĩ mình sẽ kiểm tra mọi túi quần áo trước khi mua. Tôi không bao giờ muốn trải qua chuyện đó một lần nữa. Bai Tôn sau đó đã quay lại siêu thị nơi mình mua quần để bắt đền thì cũng nhận được lời xin lỗi từ nhân viên, đồng thời, họ cũng tặng cho cô nàng một thẻ quà tặng giá $50 gần 1,2 triệu đồng. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi, có rất nhiều người đã bày tỏ sự bàng hoàng với vật thể phát hiện được trong túi quần của Bai Tôn. Đa phần đều cảm thấy khó chấp nhận được đối với hành động của người đã bỏ chiếc băng vệ sinh bên trong túi. Đây quả thực là hành động quá ghê tởm. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, sự việc này vô tình đã tố cáo sự gian dối của siêu thị khi nhận lại hàng của khách đã sử dụng rồi gắn mác bán như không có chuyện gì xảy ra. Sự tham lam của người bán hàng đã vô tình đẩy khách hàng tới một tình huống thật sự trớ trêu. Đó là chiếc quần mới mà, sao ai đó lại có thể bỏ chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng trong túi của nó được cơ chứ? Siêu thị này cũng làm ăn không đứng đắn rồi, có khi là quần khách hàng đã mặc nhưng đem đến đổi và lại mang ra bán cho người khác. Đúng là làm ăn không có tâm mà. Cô gái nên kiện đến cùng. Ôi mình mà nhìn thấy cảnh tượng đó chắc đứt luôn. Ai vô tình đi chơi trong siêu thị, thấy cái quần thì nhét luôn băng vệ sinh đã dùng vào cho rảnh tay. Đúng thật là tư duy khó hiểu mà. Hiện câu chuyện của Bai Tôn vẫn đang tiếp tục được chú ý và bình luận trên mạng xã hội.